Chân, ok. Và tập thứ hai biểu của chúng ta là bài chống gậy. Và không nói nhiều, mình sẽ bắt đầu vào được bài tập của ngày hôm nay. Ok, đi thôi. Ok anh em nhá. Giờ sẽ bắt đầu đến ngày hôm nay mình sẽ tập chân. Và giờ sẽ tập luôn bài đầu tiên là bài thường quát. Ok, cái thường quát. Và sẽ tiếp tục bắt chân. Rất là đau đớn mà. Mình chơi. Mình chơi đi 3.6. Mình chơi đi 3.6.
Bye bye, chúc tất cả các bạn. Các bạn nhớ xem và hãy nhớ like và share cho mình một chút like và kênh Phong Phú TV nhé. Và tôi thì bye bye.